Ủa, Bông, mày đi đâu đây? Tao định đi chợ nè. Mày về quê hồi nào vậy? Tao về hồi chiều hôm qua. Mày về có dẫn ghệ về cùng không? Không. Sao vậy? Hay là chia tay rồi? Thôi, chưa rồi, tao về nghe. Mày coi đi chợ đi. Ừ, tao đi nghe. Kéo chút nữa chợ tan á, không có mua được đồ cho má tao. Chắc là má cạo đầu tao luôn. Bye bye nghe. Bye bye. Không tới thì thôi. Anh Đạt, anh Đạt. Em xin lỗi nghe. Hồi nãy em định đi sớm, nhưng mà tía kêu em ở lại phụ đỡ đẻ cho mấy con heo. Những tấm hình này sao anh có? Cô ngạc nhiên lắm chứ gì. Cô không ngờ là chuyện xấu xa của cô bị phát hiện chứ gì. Nhưng ai, ai đã chụp và gửi những tấm hình này cho anh? Trời ơi, hồi đó khác, bây giờ khác. Để tôi gửi hình ảnh, tôi chụp qua Zalo cho ông coi.